Hello, san konnichiwa. Tsumori no Hien desu. Xin chào tất cả mọi người. Hay, ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tiếp tục đọc báo và luyện dịch nhá. Và trong video clip lần này thì chủ đề của chúng ta sẽ là một chút những cái phần tin tức về thể thao. Ok? Hay, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua một lượt bài báo này đã nhá. Tokyo Olympic to Paralympic. Russia wa deranai. Russia wa 2014 年選手にドーピングをさせていたことが分かって、国際大会に出ることができなくなりました。ドーピングをなくす活動をしている WADA は去年、ロシアがドーピング検査のデータを全部出すことなどを条件にして、国際大会に出ることができるようにしました。しかし、ロシアが出したデータには書き直したり、消したりしたところがたくさんあることが分かりました。このため WADA は9日に会議を開いて、ロシアが国際大会に出ることを4年間禁止しました。ロシアは来年東京で行うオリンピックとパラリンピックに出ることができなくなりました。しかし、ドーピングをしていないことを証明した選手は出ることができます。ロシアは WADA が決めたことに反対してスポーツ仲裁裁判所に訴えると言っています。はい、ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc từng câu và dịch nội dung của bài báo này. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Tokyo Olympic to Paralympic. Russia wa deranai. Rất là đơn giản đúng không? Cái đại hội Olympic Tokyo vào năm 2020 thì chúng ta đều đã biết rồi đúng không nào? Ngoài ra có từ Paralympic. Từ này sẽ là gì nhỉ? Olympic dành cho những người khuyết tật. Tức là song song với đại hội Olympic thì sẽ có một cái đại hội Olympic dành cho người khuyết tật luôn luôn được tổ chức song song. Thì ở đây chính là gì nhỉ? Nước Nga thì sẽ không được tham gia vào gọi chung là đại hội Olympic nhé. Tokyo vào năm 2020, cả hai loại là Olympic dành cho người thường và Olympic dành cho những người khuyết tật. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của nó là lý do tại sao lại như vậy nhé. Đầu tiên này, Russia wa 2014 nen senshu ni doping wo sasete ita koto ga wakatte kokusai taikai ni deru koto ga dekinaku narimashita. Đây chính là lý do luôn rồi đúng không? Đầu tiên chúng ta có đoạn này, koto ga wakatte. Họ biết được cái việc gì? Cả cái cụm này chính là cái điều họ đã biết được nhé. Biết được là nước Nga này vào năm 2014 thì chúng ta có mẫu câu về sasete. Về sasete ở đây là thể sai khiến ở bài 48 N4 chúng ta đã học rồi đúng không? Là khiến cho, làm cho hoặc là cho. Đúng không? Ở đây sẽ là nhỉ? Nước Nga vào năm 2014 thì gì nhỉ? Đã cho ai đấy? Các tuyển thủ sử dụng cái chất gì nhỉ? Doping. Doping. Doping nhá, là cái chất kích thích, cái chất cấm sử dụng trong thể thao. Được chứ nhỉ? Tiếp theo này, sau khi biết được cái việc đó thì kokusai taikai ni deru koto ga dekinaku narimashita. Sau đó thì nước Nga đã không được phép tham gia vào những cái đại hội quốc tế nữa. Ok. Tiếp theo nhá, doping wo nakusu katsudou wo shiteiru WADA wa kyonen Russia ga doping kensa no data を全部出すことなどを条件にして国際大会に出ることができるようにしました。Cả một câu như vậy đúng không? Đầu tiên chúng ta có cái từ WADA. WADA ở đây là một cái cơ quan quốc tế nhé, là chuyên hoạt động để nhỉ, ngăn chặn, phòng chống những cái chất kích thích này, chất doping này, được chưa? Vậy thì người ta nói là chủ ngữ ở đây nhé mọi người nhé. Cái tổ chức WADA, cái nơi mà đang có những cái hoạt động katsudo. Cái hoạt động là gì đấy? Là cứ sự là làm mất đi đúng không? Có những cái hoạt động là gì nhỉ? Xóa bỏ, hủy bỏ, làm mất đi cái chất kích thích này. Tức là không cho các tuyển thủ sử dụng nó ấy. Thì vào năm ngoái này, thì họ đã như thế nào đây? Có hai cái vế nối nhau như này đúng không? Thì họ đã đưa ra cái điều kiện, joken là điều kiện nhé mọi người nhé. Đưa ra cái điều kiện là gì đây? Chúng ta thấy ở đây có từ nado, tức là họ đưa ra rất là nhiều điều kiện. Nhưng mà người ta đã, gì nhỉ? Người ta đã đưa ra một cái điều kiện quan trọng nhất ở đây, người ta nêu cụ thể ra đây. Điều kiện là gì đấy? Chính là cái việc mà nước Nga thì sẽ làm gì nhỉ? Đưa ra, nộp lên đúng không? Tất cả này, những cái data là dữ liệu đúng không nào?
nộp lên tất cả những cái dữ liệu về cái việc kiểm tra cái chất cấm. Điều kiện là sẽ nộp ra tất cả những cái dữ liệu mà đã được điều tra, đúng không? Đã điều tra về cái chất cấm này. Thì cục giai tài ca nhi đế đự cô tổ gạ đế ký đự yếu nhi xí mạch ta. Tức là điều kiện là nộp ra những cái tài liệu đó và sẽ có thể gì nhỉ? Được tham gia vào các đại hội quốc tế. Hay, chị kì. しかし、ロシアが出したデータには書き直したり消したりしたことがたくさんあることが分かりました。Vẫn là ことが分かる。Tức là họ biết được cái việc rằng thì là và cả cái cụm từ đầu đến cuối này là cái điều mà họ đã biết đúng không? しかし thì là gì nhỉ mọi người nhỉ? Tuy nhiên đúng không? Tuy nhiên nhưng mà tuy nhiên họ lại biết được một việc tiếp theo rằng thì là gì nhỉ?Những cái dữ liệu mà nước Nga đã giao ra, đã nộp ra ấy, trong đó thì làm sao nhỉ? Sẽ có này, có rất là nhiều điểm, rất là nhiều chỗ. Thì làm sao đấy? Kestari đã bị xóa này. Và kakinoshitari là bị sửa rồi. Đúng không? Trong cái dữ liệu mà nước Nga đã nộp ra thì có rất là nhiều chỗ đã bị sửa, đã bị xóa đi rồi. Tiếp theo nhé. このため WADA は9日に会議を開いて開くもんや。開いてロシアが国際大会に出ることを4年間禁止しました。このため、tức là do đó, do cái gì? Do cái lý do ở bên trên chính là sửa tài liệu, xóa bớt tài liệu đi đúng không? Không thành thật. Do đó mà cái tổ chức WADA này thì đã đưa ra cái quyết định là gì nhỉ? Họ đã làm gì đầu tiên là gì nhỉ? Kokonoka ngày 9 họ đã mở một cuộc họp này và đưa ra quyết định là cấm nước Nga đúng không? Cấm nước Nga nhà tham gia vào các đại hội quốc tế trong vòng nhưng nên cặp 4 năm. Thế nhỉ? Ok, tiếp theo này. Russia wa daineun Tokyo de okonau Olympic to Paralympic ni deru koto ga dekinaku narimashita. Và quyết định cuối cùng chính là gì nhỉ? Nước Nga đúng không? Thì sẽ không được tham gia vào cái nhỉ? Hai cái đại hội Olympic được tổ chức ở Tokyo vào năm sau, tức là năm 2020 mọi người nhá. Hãy chú ý đoạn cuối cùng này. Shikashi vẫn có những cái trường hợp ngoại lệ vẫn là tuy nhiên này. Shikashi doping をしていないことを証明した選手は出ることができます。Sẽ có những trường hợp ngoại lệ, ở đây là chủ ngữ đúng không? Thì là những cái tuyển thủ này đã được chứng minh, đã chứng minh shome đúng không? Cái việc là không có sử dụng những cái chất cấm thì làm sao? 出ることができます thì sẽ có thể sẽ được tham gia cái đại hội thể thao đó. Cuối cùng, ロシアはワダが決めたことに反対してスポーツ仲裁裁判所に訴えると言っています。Và nước Nga thì đã nói rằng thì là đúng không? Tôi言っています nói cái gì đó? Nói là gì nhỉ? Hàn tại là gì nhỉ mọi người nhỉ? Hàn tại là phản đối đúng không? Nước Nga thì phản đối cái gì nhỉ? Cái việc mà cái tổ chức WADA đã quyết định và họ nói rằng thì là訴える kiện khởi kiện. Họ sẽ kiện lên gì nhỉ? Cả cái cụm sports chiêu sai sai bang show này sẽ là cái tòa án trọng tài thể thao nha mọi người nhá. Tức là nước Nga thì phản đối cái quyết định của tổ chức WADA và nói rằng thì là sẽ quyết định kiện lên cái tòa án trọng tài thể thao. Ok? Hay, warimashita. Vậy thì chúng ta ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục phần ôn tập những cái từ vựng đã xuất hiện trong bài báo ngày hôm nay nhá. Từ vựng đầu tiên, số 1, katsudo là hoạt động này. Katsudo, ii desu ka? Số 2, kensa. Kensa là kiểm tra. Số 3, joken, điều kiện này. Số 4 là kinshi là cấm này. Số 5, shome là chứng minh nhé. Tiếp theo từ vựng số 6 sẽ là chusai saibansho là tòa án trọng tài. Ok, tiếp theo là phần ngữ pháp ở trong bài này thì không có nhiều. Sẽ lặp lại những cái ngữ pháp rất là đơn giản của bài trước nên sẽ không nhắc lại nhiều nhé. Một câu ngữ pháp đầu tiên muốn các bạn chú ý trong ngày hôm nay đó chính là về đự yo ni shite đự, tức là cố gắng làm cái hành động về gì đó. Tiếp theo là một câu là thể đúng không? Là một thể là về sa se đự chính là thể sai khiến. Thể sai khiến. Thể sai khiến. Khiến cho, làm cho hoặc là cho. Về cách sử dụng cụ thể như nào thì các bạn xem lại bài 48 nhé. はい、皆さん、お疲れ様でした。はい、ご覧ください。また、次のビデオクリップ、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 また、次のビデオクリ